xứng lễ với lời nghi thức truyền thống của dân tộc. Xin kính mong gia đình nhà gái đón nhận chính lễ kính dâng tổ tiên, và sau đó gia đình chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc thực hiện các công việc tiếp theo để hai cháu lên như mặt trời. Trọng nhau, dần trong nhau, xin được đặt đến nhau, nguyện trọn đời.